Như vậy để kết nối được cái GDPC thì chúng ta sẽ cần có thư viện GDPC, và tùy thuộc vào cái phiên bản của Java các bạn, của thầy 15 thì ở chỗ này các bạn sẽ vô đây, các bạn search giúp cho thầy, mình sẽ có GDPC SQL Server Java, các bạn sử dụng cái từ khóa này, các bạn search. Sau khi các bạn search xong thì nó sẽ ra một cái trang là download Microsoft GDPC Write for SQL Server. Vào đây các bạn sẽ thấy một cái đường link nằm ở phía dưới này. Đường link này nếu mà mới nhìn rất là khó thấy. Java GDPC Specification Support Metric. Như vậy nó sẽ cho mình một cái mảng, nó sẽ lưu trữ rất là nhiều cái GDPC tùy theo phiên bản của các bạn. Tùy theo phiên bản. Và máy của thầy 15, thầy sẽ chạy cái 8.2. Được rồi, nó là 1.8 nè, hỗ trợ 1.8. Rồi, mình cứ làm cái thấp trước, đơn giản, nó sẽ dễ kết nối. Bây giờ tải 8.2. Khi các bạn bấm vô 8.2 thì ở đây nó có hai cái lựa chọn để tải. Các bạn chọn .zip. Được chưa? Các bạn tải zip xong thì nó sẽ tải về 8.2 cho chúng ta ở đây. Đây là file tải về. Click chuột phải, các bạn giải nén ra. Chắc ra. Và thầy có cái thư mục của nó ở đây. Đây, thư mục đã giải nén ra. Và các bạn sẽ mở thư mục ra. Mở ra NO luôn. Đây. GRE 8, 11, 13. Cái của thầy, thầy dùng 8 thôi. Thì bạn dùng khoảng chữ 9.2. Thử 9.2 đi. Không nên sử dụng cao. Thử 9.2, nếu không được thì mình đã tăng. Còn không thì từ 8 trở lên là ok. Bạn sử dụng 8.2 trở lên là ok rồi. 8.2 trước. Rồi. Sau khi mà mình đã có thư viện xong, các bạn sẽ vô đây tạo giúp cho thầy. Chú ý nè, mình sẽ có hai cách tạo. Bây giờ thầy sẽ ví dụ cho các bạn hai cách luôn. Mình tạo một project mới luôn nha. Tại vì mình đang test cái cách sử dụng project. Và bình thường các bạn sẽ chọn là Java with ANT. Chọn ở đây. Vậy tí nữa thầy sẽ tạo một cái project tương ứng with Maven. Có gì khác ha? Mình tạo cái with ANT trước. Và thầy chọn là K4. Demo GDPC ANT. Và trong phần này thì chắc chắn rằng là trong data của mình phải có cái cơ sở dữ liệu mình cần kết nối. Và các bạn sẽ sử dụng cái đoạn code, đoạn script này để tạo cái file data. Đây là cái đoạn script thầy đã tạo sẵn. Và các bạn chỉ chạy trong SQL và chúng ta có được cái data của chúng ta là poly OE lab 5. Trong này nó có một cái table. Table này là user. Table là user. Có ID, password, full name, email, admin. Và nó có dữ liệu ở dưới này. Rồi, là mình đã chuẩn bị xong. Bây giờ mình sẽ vô, mình tạo bên cái
thư viện của mình là K4. Đây K4. Thì trong phần K4 này của mình, các bạn nhìn cái library. Các bạn nhìn cái library của mình bị đóng rồi. Rồi chết. Nhìn cái library của mình không có thư viện CDBC. Mình sẽ đi add cái thư viện này vào. Thư viện hồi nãy của mình đang ở đâu? Đang ở đây. Các bạn lên đây, các bạn gõ xuyệt 8.2 và cái đuôi của nó là ZRA, ZA, đuôi thư viện. Được không? Mình lấy cái file này, Ctrl A, Ctrl C vào đây. Các bạn click chuột phải trên library, chọn add ZA, ZRA. Và chúng ta sẽ đưa cái đường dẫn vô đây. Đưa đường dẫn vô đây. Hoặc là nếu như mà bạn đã mở đúng cái folder rồi thì bạn chọn cái file của nó ở đây. Được không? Đó là thêm thư viện. Chưa chạy được nha. Mới thêm thư viện thôi. Kịp không? Mình mới thêm thư viện nha. Bây giờ có thư viện ở đây rồi nè. Như vậy việc của mình đầu tiên là phải đi tải cái thư viện về. Việc thứ hai là gì? Thêm thư viện vào JDBC, vào dự án. Việc thứ ba, các bạn sẽ mở cái thư mục hồi nãy ra. Thư mục hồi nãy nè. Nó có cái folder là sample. Được chưa? Mở thư mục này ra. Các bạn có tiếp một cái thư mục con là connection. Thấy không? Mở tiếp ra. Các bạn lấy cái connect URL. Mở cái connect URL. Các bạn copy nguyên cái đoạn này vào. Nhớ là đôi khi các bạn import sai thư viện là nó không chạy. Cho nên các bạn copy luôn cái thư viện này vô cho thầy. Rồi. Tiếp tục. Copy cái code ở phía dưới. Bắt đầu từ đây đến kết thúc trước main. Đây là cái hàm main nè. Mình bỏ cái main đi, mình copy cái nội dung thôi. Vô đây. Hàm main của mình đây. Dán nó vô. Code nó chạy lung tung thì sắp nó lại. Bây giờ mình vô mình sửa cái đoạn code nè. Trong này nó nói là server. Các bạn chọn server. Các bạn chọn đây giúp cho thầy. Localhost. Cổng. Các bạn chọn 1433. Cổng 1433. Data của chúng ta. Hồi nãy mình xài data gì? Poly OE Lab 5. Đây là cái data mình muốn truy cập. Data mình muốn truy cập. User. Các bạn xài user SA. Password thì các bạn lấy password của SA. Sau này các bạn đi làm thì chắc chắn người ta sẽ không cho các bạn SA. Mà cái ông SA này nè, ông mới tạo một cái user khác và ông cho các bạn cái quyền của cái user kia. Còn user mà người ta cho mình có quyền gì là tùy. Thì có thể là bạn chỉ có quyền view trên một số cái view nào đó thôi. Hoặc là bạn có thể chạy được một số cái residual nào đó. Chứ không phải là toàn bộ ứng dụng, toàn bộ data. Được chưa? Như vậy thì chúng ta đã kết nối được vào. Và khi các bạn chạy ở chỗ này thì tất nhiên câu lệnh này nó không phải là câu lệnh của code của mình. Vậy tạm thời cái đoạn code này mình cho nó disable đi.
comment nó lại. Mình chưa dùng. Và chỗ này các bạn chỉ cần out ra cho thầy, kết nối thành công. Rồi chạy thử nha, lưu lại. Kết nối thành công. Một phát ăn ngay. Được chưa? Khá là đơn giản. Bây giờ mình sẽ lấy dữ liệu ra nè. Bạn kết nối thành công đã, rồi tính tiếp. Từ từ. Rồi nó cũng như. Xong, mình sẽ mở cái dữ liệu ra. Tí nữa thầy sẽ cho các bạn xem lại video. Đây, hồi nãy thầy nói rồi, với câu lệnh SQL thì chúng ta không cần truy vấn trong SQL nữa, mà chúng ta sẽ lấy câu lệnh đó, chúng ta đưa trên frontend. Thì cái frontend nó sẽ thông qua cái API JDBC và nó sẽ truy vấn giúp mình, truy vấn xuống backend. Bởi vì mình connect này, mình connect được rồi. Đúng rồi. Thì nó truy vấn giúp mình. Nó truy vấn xong, nó trả về đây. Cái này là cái set của mình nói đây. Nó trả về. Và cái câu lệnh của mình sẽ dùng là select sound from cái bảng của mình ở phía dưới. Hồi nãy thầy nói cho các bạn là bảng user, trả về trong cái demo của người ta là first last name, còn trong data của mình có gì? ID, password, full name, email, admin. Giả sử thì lấy full name và email, tùy bạn muốn lấy gì cũng được. Bạn muốn lấy ID thì lấy ID. Bạn cộng với chỗ này password thì mình gõ đúng cái field của nó. Chép là chắc nhất ha. Rồi chỗ này thầy dùng ký dấu trừ đi. Ba dấu trừ cho nó đặc biệt. Được không nào? Rồi thực thi coi. Nó lấy user, bad, user, bad, user, bad. Như vậy, chúng ta đã kết nối thành công. Chúng ta đã lấy được dữ liệu từ database lên. Và câu lệnh của chúng ta là câu lệnh select. Nhớ, mình mới đang xử lý câu lệnh select thôi. Thì select, nó sẽ dùng cái SQL query. Còn ví dụ như là câu lệnh insert thì nó phải dùng cái khác. Cái đó mình sẽ học sau. Tại thời điểm này mình chỉ cần biết đối với lại select thì bạn dùng cái truy vấn là SQL query là được. Và câu lệnh query này nó trả về thì nó nằm ở trong RS. Còn bạn query cái gì? Ví dụ như chỗ này select sound from user, rồi where, với điều kiện gì đó, thì tùy bạn làm y chang một câu truy vấn bình thường trên SQL. Đúng rồi. Câu lệnh SQL, nếu cần thì bạn sẽ chạy câu lệnh SQL ở đây. Rồi bạn copy cái câu lệnh đó qua. Ví dụ như chỗ này chúng ta sẽ select sound from user. Rồi, from user. Rồi, như vậy chỗ này nếu như mà các bạn bây giờ các bạn không có dùng
full name, ví dụ như chỗ này mình lấy ID và full name. Rồi mình chỉ select ID và full name thôi. Ok. Hoặc là mình ghép lại đi. Chỗ này nó không phải full name, mà mình ghép cả full name cả email luôn đi. Thử đi. Đó, full name mình cộng với email. Email. Đây, full name cộng. Chỗ này chúng ta sẽ thêm dấu cách vào. Rồi được chưa? Đây, như vậy chỗ này mình đang có hai cái trường, và chỗ này nó không có thông tin, thì mình sẽ đặt cho nó là new đi. Add new. Quên rồi. Rồi new ha. Nhưng mình phải lấy ID và new. Rồi mình thử cái đoạn này. Bỏ qua đây. Không, mình đang chạy trên SQL mà. Cái này mình đang chạy trên SQL mà. Đấy, chạy mình nó nè. Đang chạy trên SQL nè. Đúng rồi. Để bấm phím shift thôi. Rồi chỗ này chúng ta sẽ có ID và new. Rồi thử coi nha. Rồi được chưa? ID và new. Như vậy thì câu lệnh SQL của chúng ta là gì? Thì chúng ta đưa lên trên này. Chúng ta cứ truy vấn y chang vậy là xong. Thay vì truy vấn dưới SQL thì chúng ta truy vấn ngay ở trên này. Trên frontend. Đó. Và nó đẩy lên đây cho chúng ta nè. Đây, cái này là cái new của chúng ta nè. Được không? Đây là new nè. Đây. Mình truy vấn trực tiếp ở dưới nè. Đây new nè. Đây nè. Cái dấu bằng này là để cho thầy phân biệt cho nó dễ thấy thôi. Ví dụ như chỗ này là thay vì cách cách mình khó thấy thì 1, 2, 3 sao. Gạch đâu? Đây. À, bên Java là do mình nối giữa hai trường. À, cái này là do mình nối đây. Đây nè. Nè. Rồi bây giờ chỗ này mình chạy lại đi. Chạy lại chỗ này, thay vì mình nối bằng phím bằng thì mình nối sao sao sao. Đó, thì sao nè. Đó, còn cái dấu trừ này là tại thầy phân biệt giữa ID và new bằng dấu trừ. Đấy, như vậy là mình đã kết nối được và mình đọc được dữ liệu từ SQL lên. Lấy nguyên cả table. Ok. Lấy nguyên cả table thì lúc này chúng ta sẽ viết theo cái dạng là một cái lớp
mà nó có số trường bằng với cái số field ở bên SQL. Và thực ra lúc mà các bạn đọc thì nó cũng đọc ra đến đây, và chúng ta sẽ nét từng đối tượng và chúng ta sẽ có một cái phương thức ép qua. Ví dụ như là user nó có 5 trường tương ứng thì chúng ta ép kiểu dữ liệu từng trường qua. Còn nếu như mà các bạn học đến Java 4 thì nó sẽ có cái Hibernate, nó có cái phương thức để các bạn get luôn cả cái data ra luôn là Hibernate. Còn bây giờ đến đây thì mình chỉ cần làm vậy thôi. Ừ.